Chào các bạn, mình là Cú Ca và ở đây là video cụ thể từng bước để đạt được những điều bạn mong muốn. Và nếu các bạn chưa xem video tổng quát nói về công thức thành công thì các bạn kéo xuống phần mô tả để xem lại. Và ở video này mình sẽ trình bày cách để có sức khỏe tốt, năng lượng sống tràn trề và khơi dậy quyết tâm, cảm giác muốn chinh phục thế giới. Đây cũng là bước tiền đề để các bạn đi tìm mục đích của cuộc sống. Thì ở video này mình chia ra 4 phần sau để các bạn dễ theo dõi. Ở phần 1 thì mình sẽ nói về lý do vì sao các bạn hay chán nản, mệt mỏi và trì hoãn trong công việc. Phần 2 mình sẽ nói cách để có sức khỏe tốt, cảm giác muốn hành động, muốn chinh phục, cách để có trạng thái, có năng lượng mạnh mẽ. Phần 3 mình sẽ truyền một số cảm hứng để các bạn quyết tâm hơn trong việc rèn luyện sức khỏe. Và các bạn có biết rằng nguyên nhân chính gây nên sự chán nản, mệt mỏi, trì hoãn là gì không? Đó là cơ thể các bạn không khỏe mạnh, các hormone hạnh phúc bị thiếu hụt. Khi các bạn vận động không đủ thì cơ thể luôn ở trạng thái năng lượng thấp. Vấn đề này thì hay gặp ở dân văn phòng. Suốt ngày các bạn cầm cùi bên bàn giấy hoặc máy tính. Cơ thể không khỏe kết hợp với lối sống chán nản dần kéo đi mọi năng lượng sống và sự linh hoạt. Dần dà thì các bạn chỉ muốn sáng được ngủ nướng hơn một chút, tối thì được lăn qua lăn lại bên chiếc điện thoại. Và cuối cùng thì bạn đánh mất luôn những ước mơ và hoài bão khi còn trẻ. Và bạn chấp nhận luôn lối cuộc sống lặp đi lặp lại và từ bỏ những ước mơ của mình. Đơn giản thôi, nếu các bạn là một người bình thường, để có sức khỏe thì các bạn cần tập thể dục ít nhất 30 phút một ngày và tốt nhất là bạn tập vào lúc sáng sớm để nạp năng lượng cho cả ngày. Đối với các bạn đã quen lối sống chán chê, bảo các bạn đi tập thể dục, thể thao, coi bộ là không khả thi. Điều này giống như bảo một người nghiện thuốc ngừng hút thuốc vậy. Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng các bạn thuyết phục các bạn tập thể dục và đơn giản nhất là chạy bộ. Dưới đây thì mình có nói sơ về năm tác dụng của việc chạy bộ. Một, các bạn sẽ cảm thấy hứng khởi cho một ngày mới. Chạy bộ không chỉ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh mà còn hình thành thói quen tốt cho chính bản thân bạn. Bạn sẽ ngủ sớm vào buổi tối và thức dậy vào buổi sáng. Nhờ vậy, và đồng hồ sinh học của bạn hoạt động khoa học và đầu óc bạn minh mẫn hơn. Đồng thời thì khi chạy bộ thì một lượng hormone endorphin và dopamine sẽ tăng cường sức lực, tạo ra nguồn năng lượng dồi dào hứng khởi trước một ngày mới. Chạy bộ còn giảm thiểu 45% nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Thứ ba thì chạy bộ còn giúp cho xương khỏe mạnh và giảm cân hiệu quả. Thứ tư, chạy bộ giúp kéo dài tuổi thọ. Một nghiên cứu của Đại học Stanford về ảnh hưởng của chạy bộ tới sức khỏe thì có 85% người chạy bộ vẫn sống khỏe mạnh, trong khi tỷ lệ này chỉ là 66% ở những người ít chạy bộ sau 21 năm. Như vậy, chạy bộ thường xuyên buổi sáng không chỉ mang lại cho các bạn lợi ích về mặt thể chất tinh thần mà giúp các bạn sống lâu hơn. Chạy bộ còn giải tỏa mệt mỏi, giảm stress. Khi mà vừa chạy bộ vừa hít thở không khí trong lành, nghe bản nhạc yêu thích thì mọi áp lực, mệt mỏi trong công việc đều sẽ được giải tỏa và tinh thần các bạn sẽ trở nên thoải mái hơn. Ngoài ra, để có sức khỏe tốt thì vấn đề thứ hai các bạn cần quan tâm đó là ăn uống cho đúng cách. Thì các bạn hãy tham khảo cái video ăn uống đúng cách mà mình đã làm từ trước. Thì mình tóm tắt như sau, đó chính là các bạn phải ăn kết hợp một cách đúng đắn. Ăn trái cây mọng nước, ăn ít hơn mức cần thiết và giảm lượng protein nạp vào trong cơ thể. Các bạn chú ý là cái video này mình đã làm rất là kỹ, chỉ có khoảng 7 đến 8 phút thôi, các bạn chịu khó xem ở kênh của mình và mình để cái link ở phần description nha. Và vấn đề thứ ba để có sức khỏe tốt đó là các bạn phải hít thở một cách đúng đắn. Thì phương pháp hít thở sâu đem lại hiệu quả rõ rệt. Các bạn có thể tìm hiểu các kỹ thuật này ở khóa học về yoga hoặc là về thiền. Nhưng ở đây mình sẽ hướng dẫn cách đơn giản nhất. Đó là thay vì các bạn hít thở cách thông thường, hít nông thở ngắn, thì các bạn cố gắng kéo dài thời gian hít thở. Ở đây mình có công thức rất hay, đó là công thức 448. Các bạn hít vào trong 4 giây, sau đó giữ không khí trong phổi trong 4 giây và thở ra từ 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 trong 8 giây. Thì mình khuyến nghị các bạn mỗi ngày dành ít nhất 15 phút để hít thở sâu. Việc hít thở sâu rất có nhiều lợi ích, nhưng mà rõ ràng và khoa học nhất đó là nó kích hoạt hệ bạch huyết hoạt động hiệu quả hơn
Từ đó các bạn sẽ có cơ thể khỏe mạnh hơn và ít đau bệnh hơn. Vì video này mình tập trung nhiều vào việc tập thể dục, bởi vì nó là cái tạo ra hiệu quả rõ rệt. Nên mình sẽ kể về quá trình luyện tập của mình để truyền một chút cảm hứng cho các bạn. Thì các bạn biết đấy, cái thời khắc mà các bạn xỏ giày vào chạy bộ trong 1 tiếng thay cho việc ngủ nướng, các bạn đã đặt một nền móng cho một tương lai huy hoàng. Thì cách đây 6 tháng, mình từng chán nản tất cả mọi thứ. Cuộc sống tương đối dễ dàng, tiền thì cũng đủ cho chi dùng và giải trí, công việc nhàn hạ và không có áp lực, tương lai thật ảm đạm và mờ mịt, chẳng muốn làm gì thêm, chẳng muốn cố gắng thêm. Và điều này diễn ra trong suốt 2 năm, và mình quen dần với trạng thái tệ như vậy, cho tới một ngày mình tham gia một khóa học về thay đổi bản thân. Và suốt 3 ngày học, từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm, thì điều duy nhất mình học được đó là mỗi sáng hãy chạy bộ 5 km. Và ban đầu thì mình chạy 5 km, đó là một thử thách kinh khủng. Hồi đó mình 27 tuổi, rất bình thường và không có bệnh nền gì. Vậy mà mình chỉ cần chạy 500 m thôi thì mình đã muốn lăn ra đất, và phải mất 30 phút nghỉ ngơi và đi bộ về. Tuy vậy, chỉ trong 3 ngày mình chạy liên tục được 1 km một cách tương đối dễ dàng. Và rồi sau 3 tháng, mình đã chạy liên tục được 5 km mà không gặp một trở ngại gì. Hôm nay là 6 tháng luyện tập, mình hoàn toàn có thể chạy liên tục được 10 km mà không cần nghỉ giữa chừng. Chỉ trong 6 tháng, nếu mà nói một cách khoa trương là mình đã tăng thể lực lên ít nhất là 20 lần. Các bạn sẽ không biết là mình đã từng yếu như thế nào nếu không cố gắng luyện tập. Và ngoài sức khỏe tuyệt vời, bây giờ những ước mơ hoài bão của mình lại quay trở về. Mình làm việc mọi thứ một cách suôn sẻ, hiệu quả và đầy năng lượng. Các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn, và đặc biệt là động lực sống mạnh mẽ. Đó cũng là lý do mà cái channel YouTube này ra đời. Các bạn hãy thử và cảm nhận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ subscribe và comment để giúp mình có những video tốt hơn. Cảm ơn các bạn.